Chào mọi người, giờ mình đi ra mẹ coi có rau gì hái về ăn, cải về nấu canh. Nó con chạy bên đây nè. Qua đi con. Thì có cái biệt thự đẹp quá trời. Nghe lời ngoại kìa. Ôi ngồi thấy ghét ghê. Thương quá. Làm trước. Trời ơi thương quá hăng ngọt. Giỏi quá ta. Đứng nằm xuống đi ta. Dễ hả? Chà bông ngon quá ha. Con không thích chà bông. Con không ăn nữa đâu, không thích chà bông. Mẹ có hôn hút không? Có chứ. Dạ. Yeah. Ngọc Dung đi đâu không về chứ? Con thấy nó kéo cửa nãy giờ. Đi đâu mà? Mẹ mẹ coi con tôm giỡn kìa mẹ. Dạ. Thương không? Thương lắm. Giỡn đi con. Rồi thấy ghét không? Trời ơi. Có mình buồn, gấu quải cũng có mình. Mẹ mẹ giỡn giỡn tôm kìa mẹ. Tôm mẹ chơi bà ngoại hết rồi. Thương bà ngoại lắm, đi theo bà ngoại hoài. Về cái mình cái nào nấu canh nấu cái nào luộc luộc thấy không, không nấu canh thì mày luộc mày ăn. Mà sao cái cải này á con mua nó không đắng bằng của mẹ, mẹ đắng hơn á. Cải trồng thì ăn mới tốt. Thôi con ăn với hơi bị ngắn á. Quá. Tao thích cắt ngay ngắn cho mát. Dài dài một tí đẹp hơn. Da là đẹp gì? Da cũng phải đẹp chứ. Da là... Đã nào ăn rồi lặt hay không? Dạ. Yeah. Chưa ăn rồi được lặt để dành. Anh tôm kìa. Tôm tay đâu cũng đi theo. Thương mẹ. Em bà ngoại xì tên rồi bà ngoại mặc đồ lẫn. Rồi như đó được rồi mẹ. Mẹ 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 cắt cho con miếng cái rau gì kìa. Đúng rồi miếng thôi. Rau nó ngon lắm đó mẹ. Ờ cái này là nguyên chùm tốt ghê. Rau này ngon nè. Mày cắt con nắm đi.
sống ngon lắm này nha. Dạ. Yeah. Bác Hạnh, làm gì á? Rửa chén hả? Nhiều ăn hết không? Được rồi mẹ, nhiêu đó thôi. Cá hả? Mẹ cắt cho con rau răm thôi, còn giáp cá thì con không có thích ăn nhiều, mẹ ít ít thôi. Rồi, rau răm đẹp thế. Ừ, thôi mẹ vô đi con về. Ừ, về đi. Bye bye. Vậy. Vậy đi, vậy đi, vậy ra ngoài chơi thấy ra rồi, giờ về mọi người ơi. Thấy mời ghê luôn. Rồi về tới nhà rồi mọi người. Thôi. Gì vậy? Trời ơi con nó nhảy rồi. Về đi ngoại về nó mừng quá hả con, thương quá à. Ủi thôi, nhàng đi bỏ gấu nhà có mình về gấu nhớ rồi nè.